Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón chào ngày mới với bản tin thời tiết sáng của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới thì người dân miền Bắc đang được tận hưởng thời tiết thuận lợi. Các vùng miền trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nắng vàng trải nhẹ, trời ấm áp vào ban ngày. Sáng sớm nay thì khu vực vùng núi phía Tây có mưa với lượng không đáng kể ở một vài nơi tại các tỉnh như là Lai Châu và khu vực Điện Biên. Nền nhiệt độ vẫn ở mức rét nhẹ, thấp nhất dao động trong khoảng từ 13 cho tới 16 độ sương mù vẫn xuất hiện dày đặc đặc biệt là tại những vùng đèo đón gió làm cản trở tầm nhìn Tuy nhiên thì sương sẽ tan nhanh khi nắng hửng lên. Đến khoảng trưa chiều nay, thời tiết sẽ toàn vùng sẽ khô hanh hơn với độ ẩm trong khoảng là từ 50 cho tới 60%. Nắng vàng nhẹ lại xuất hiện và nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng là từ 21 cho tới 23 độ. Một vài nơi sấp xỉ ở ngưỡng là 24 độ. Nhìn chung thì thời tiết trong những ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tiếp tục thuận lợi với người dân miền Bắc. Và theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì trong những ngày đầu tuần tới, xu hướng thời tiết ẩm ấm áp và khô giáo tiếp tục duy trì tại khu vực Bắc Bộ. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, những cơn mưa đã trải dài suốt các tỉnh phía Nam Hà Tĩnh kéo dài cho tới tận Bình Định và Phú Yên, gây ra tiết trời ẩm ướt, đường xá chân trượt, không thuận lợi cho hoạt động lưu thông và du lịch ở khu vực này trong mấy ngày nay. Tuy nhiên, những cơn mưa lại bổ sung thêm nguồn nước quý giá cho các cánh đồng, ruộng vườn, hồ ao tại những vùng đã được cảnh báo là hạn hán và thiếu nước trong vụ sản xuất đông xuân. Trong ngày hôm nay và cả những ngày tới, mưa có xu hướng giảm nhanh, thời tiết có sự khác biệt đôi chút giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam của đèo Hải Vân. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới khu vực Thừa Thiên Huế còn khá nhiều mây, từ Thanh Hóa đến Nghệ An thì thời tiết không có sự khác biệt đáng kể so với vùng đồng bằng Bắc Bộ, vẫn xếp nhẹ vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày nhiệt độ không vượt quá ngưỡng là 25 độ. Từ Hà Tĩnh trở vào cho tới khu vực Thừa Thiên Huế thì trời ấm hơn với nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng là từ 26 cho tới 27 độ, thời tiết rất dễ chịu. Còn với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có nắng và nhiệt độ cũng tăng dần từ Bắc vào Nam với mức nhiệt khoảng từ 24 cho tới 29 độ ở Đà Nẵng, Quảng Nam đến Phú Yên. Riêng khu vực từ Khánh Hòa cho tới tận Ninh Thuận thì cường độ nắng mạnh hơn và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có thể lên trên 30 độ. Mùa khô vẫn tiếp diễn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, toàn vùng hầu như không có mưa, hiện tượng phát xạ nhiệt khiến nhiệt độ thấp nhất trong ngày rơi vào khoảng thời gian là từ 4 cho tới 7 giờ sáng nay. Lúc này thì trời rét tại vùng cao nguyên, riêng tại Đà Lạt còn giảm xuống 14 độ, trong khi đó thì tại khu vực Nam Bộ sẽ dao động quanh ngưỡng là từ 22 đến 24 độ. Còn trong ngày thì toàn vùng khô giáo và có nắng nhiều, thậm chí các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước và Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh còn hơi nóng với mức nhiệt độ lên cao là từ 33 đến 34 độ. Quý vị và bà con nên lưu ý chủ động có biện pháp phòng tránh hỏa hoạn trong những tháng cao điểm của mùa khô. Cuối cùng là thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và con ngư dân, do không khí lạnh suy yếu nên trong ngày hôm nay, hầu khắp các nơi thuộc khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình, sóng biển không cao nên tình trạng biển ổn định trở lại. Có điều đáng lưu ý là sáng nay, khu vực phía tây bắc của quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ven bờ của khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác nên phần nào gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày ở khu vực này. Như vậy là trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết đẹp với nền nhiệt đang trên đà tăng lên và trời ấm dần. Khu vực Trung Bộ thì mưa giảm nhanh, nền nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến không mưa ngày nắng. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 3 tháng 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! うん。